Sau thành công của robot vận chuyển thức ăn, hỗ trợ nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân, mới đây thì các nhà khoa học của Việt Nam tiếp tục công bố chế tạo thành công robot có khả năng lau sàn khử khuẩn. Robot có tên là Narovip 1 hiện đang được thử nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, Hà Nội. Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Viện Ứng dụng Công nghệ thực hiện và viện đã hoàn thành trong vòng hơn 2 tuần. Với thiết kế đặc biệt, robot có thể dễ dàng đi vào dưới giường và mọi ngóc ngách của phòng bệnh để vệ sinh và khử khuẩn sạch sẽ. Robot có thể tự động di chuyển, tránh mọi vật cản trên đường đi. Narovip cũng có một tính năng di chuyển theo chu trình do người vận hành thiết lập linh hoạt, tự động về vị trí sạc sau khi kết thúc chu trình. Đặc biệt, nó có thể khử khuẩn chính mình trước khi đi ra khỏi phòng cách ly. Dù còn phải cải tiến thêm, nhưng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đây là thành công quan trọng, có ý nghĩa to lớn, khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam cũng như sự vào cuộc kịp thời của các đơn vị có liên quan đến nghiên cứu trước những vấn đề đặt ra từ bối cảnh dịch bệnh.